Duy Mạnh tung clip gọi điện thoại cho trợ lý của Tuấn Hưng. Mới đây, Duy Mạnh đã tung hẳn clip gọi điện thoại cho trợ lý kiêm bầu sâu của Tuấn Hưng là Minh Phi. Trong clip, Duy Mạnh buộc tội Minh Phi là người viết đơn kiến nghị hợp phường Hàng Khay để tố cáo Tuấn Hưng. Mày thằng Văn viết đơn cho mày, mày bảo nó kiện thằng Tuấn Hưng đi. Mày chơi với Tuấn Hưng thân với nhau như thế mà nó lại bội bạc mày thì mày xui tao, tao mới kiện như này. Tao viết rõ ràng là Phi và Văn thân nhất của Tuấn Hưng. Nhưng mà thằng ấy đáng kiện không? Không chạy đến làm chương trình gì nữa. Đó, chết dễ thương mà có điều là thằng quá là trêu. Mà không có Tuấn Hưng trêu thì cũng buồn. Đúng không? Tao thật mày nghe nhá, trong giới ca sĩ này nếu mà quý nhá, là quý thằng đấy nhất. Tao quý thì tao mới tặng hẳn hai bài hát, mày biết hai bài hát tao tặng lại còn được cả giải Sóng Xanh thì mới biết đấy là quý rồi đúng không? Và thứ hai nữa là sau cái vụ ấy thôi, chẳng nhắc gì kẻ trêu thôi, nhưng mà trong cái đám này mỗi mình nó là hay dỗi hay khóc thì trêu sướng chứ. Nó làm show thì nó rất là hiểu luật, không hiểu luật. Nó làm show mà hả? Phải giấy phép chứ, kể cả tao hỏi mày nghe nhá, làm gì có ai làm show phí đâu. Tao hỏi mày tổ chức một cái live show không là lỗ mấy tỷ, ông định chơi cái trò bất đồng nào xong để quảng cáo PR đi mà phải tôn trọng công an phường. Tao hỏi mấy ngày hôm đấy ví dụ chẳng hạn có khoảng độ 10 ông công an trực thôi, nó làm số tự nhiên là người ta phải đang nghỉ, người ta phải điều động hơn cả vài chục người để trực trông nom, rồi vệ sinh công nhân quét rác và bao nhiêu người nữa, hiểu chưa? Nhưng chắc là công an người ta nhắc nhở rồi nhưng không nghe thì người ta phạt cảnh cáo vài chục triệu bạc. Thua gì đâu. Phải giấy phép chứ. Chắc là xưa nay nhờ ông xin giấy phép, giờ ông không xin thì chắc là ông tố cáo nó giờ này. Chuyên môn ném đó vô tay. Tao ghi âm hết đấy rồi thì tao đưa lên mạng đấy.